Kính thưa bà Lữ tướng Lê Chân, hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2024. Chúng tôi, những cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, thành phố Hải Phòng, là những người con của thành phố trung dũng quyết thắng, đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế theo lời dạy của Bác Hồ: giúp bạn là tự giúp mình. Được sự đồng ý của Hội cựu chiến binh, Ban đối ngoại, Hội cựu chiến binh hai nước Việt Lào và của Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam toàn quốc, cho phép đoàn được trở lại thăm chiến trường xưa, thăm những địa danh mà nơi chúng tôi đã từng sống chiến đấu cùng kề vai sát cánh với quân và dân Lào anh em. Trước lúc lên đường, xin phép cho đoàn quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam thành phố Hải Phòng thắp nén hương thơm lên tượng đài Nữ tướng, kính cẩn thần cầu được sự che chở phù hộ độ trì cho đoàn chúng tôi thường lộ bình an, gặp nhiều may mắn. Để tưởng nhớ công đức của Nữ tướng, đề nghị chúng ta một phút mặc niệm bắt đầu. Tích Nhung, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Văn Hồng, Vũ Thị Việt
Báo cáo đồng chí Linh đâu ạ? Thì tôi thông báo tổ 4, hiện nay là tổ 4 đồng chí Nguyễn Thị Đức, đồng chí Nguyễn Trọng Bằng, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Văn Tài, Phạm Thị Vân Trường và Cao Bá Thân, Phạm Thị Niệu, Trần Thị Xuân Hương, Trần Văn Toản. Thì báo cáo tổ công tác tổ 5, hôm nay là đồng chí Trần Xuân Kính, Phan Thị Thủy, Thúy, Niu Xuân Tốt, Phạm Đức Tuân, Vũ Trọng Đạt, Nguyễn Thị Thắng và Nguyễn Thị My. Hai cô thì báo cáo là thầy Kính đâu nhỉ? Đây đây đây. Ra ngồi sau giám sát được cả xe. Thì báo cáo các bác này là như này để chúng ta ổn định.